Lịch thi đấu U23 Đông Nam Á, khắp Philippines hoảng loạn trước trận gặp Việt Nam, người hâm mộ Đông Nam Á làm điều bất ngờ. Đội tuyển U23 Việt Nam đã có khởi đầu hành trình tại giải U23 Đông Nam Á 2023 đầy ấn tượng với có một trận thắng đậm 4-1 trước Lào. Võ Hoàng Minh Khoa, Minh Quang, Xuân Tiến và Bùi Hào đã thay nhau lập công. Chiến thắng này giúp cho đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã rộng cửa trong cuộc đua vào bán kết. Ở lượt trận cuối bảng C, U23 Việt Nam chỉ có một trận hòa U23 Philippines là chúng ta sẽ giành quyền vào bán kết trường cương vị Nhật Bản. Rõ ràng, mục tiêu này là rất đơn giản và U23 Việt Nam có lẽ cũng không muốn chơi quá quyết liệt để giữ chân cho trận bán kết. Thế nhưng bao giờ Philippines lại đang tỏ ra thất vọng và lo sợ. Tờ Manila Sport nhận định, U23 Philippines đã có trận mở màn không tốt khi phải chật vận mới có được một điểm trước Lào. Trận đấu sắp tới với U23 Việt Nam chắc chắn sẽ là một thử thách vô cùng lớn với U23 Philippines. Việt Nam đang có tâm lý rất thoải mái sau trận giao quân suôn sẻ. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chứng minh cho sức mạnh của mình trên hàng công bằng những pha xử lý rất bình tĩnh và tinh quái. Chính vì vậy, U23 Philippines cần phải phòng thủ chặt chẽ nếu không muốn đã bị xuyên mảnh lưới quá nhiều. Tờ Zara cũng đã bày tỏ sự ái ngại. Trận đấu sắp tới sẽ là một trận đấu một chiều. Cơ hội đi tiếp của Philippines gần như đã không còn. Phương án tốt nhất lúc này là chơi phòng thủ chủ động. Trước những bi quan của báo giới Philippines, nhiều người hâm mộ cũng đã bày tỏ U23 Philippines nên chiến đấu hết mình hay để Việt Nam cảm thấy khó khăn cho các bạn. Một người hâm mộ Lào thì bày tỏ đối đầu với Việt Nam nếu cứ cố thủ sẽ càng bị ghi nhiều bàn. Có thể nói là người hâm mộ trong khu vực đều đang mong muốn Philippines cố gắng có được một trận đấu hay. Bởi từ giải đấu ngoài trận với Indonesia và Malaysia gặp nhau, các trận đấu còn lại đều có sự chênh lệch khá lớn và không có kết quả nào bất ngờ. Cho nên khán giả Đông Nam Á đang động viên Philippines cũng là điều dễ hiểu. Phía U23 Việt Nam thì quả thực người hâm mộ cũng đang nhận định thầy trò ông Tuấn chắc chắn sẽ không bùng hết sức. Ông sẽ có thể dành trận đấu này để tiếp tục hoàn thiện các thiếu sót của U23 Việt Nam. Sau trận thì ông đã nói rằng, tôi luôn nói với các cầu thủ là phải cần tập trung và tôn trọng đối thủ. Tôi nóng giận vì trong lúc đó, trong trận đấu, một số cầu thủ đã mất tập trung. Tôi nói với các cầu thủ dù tỷ số là 3-1 thì chúng tôi cũng phải là mạnh hơn, phải kiểm soát bóng tốt hơn. U23 Việt Nam đã tham dự giải là tập hợp các cầu thủ chủ yếu thuộc lứa U20. Do vậy, việc tỏ ra khắt khe về đánh giá các học trò cũng là điều dễ hiểu. Tuyến giữa của đội đều là các cầu thủ trẻ nên có sai sót, chưa kiểm soát tốt và phát sinh là chuyện bình thường. Nhiệm vụ của tôi là giúp họ tiến bộ hơn trong từng trận đấu. Tôi đã nói với các cầu thủ cần phải cố gắng kiểm soát bóng và tự tin hơn, kiểm soát bóng để triển khai thế trận tốt hơn, ông Tuấn nói. Tuy nhiên, ông cũng đã dành lời khen cho các cầu thủ, dù sao thì cả đội cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Theo đó, tiền đạo Minh Quang được ban tổ chức giải U23 Đông Nam Á vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất trong trận đấu. Đáng chú ý, Minh Quang đã nhận giải thưởng trong trận đấu quốc tế chính thức đầu tiên cùng với U23 Việt Nam. Trước đó, cầu thủ sinh năm 2001 cũng đã ghi bàn trong trận đấu với U21 Hà Nội FC. Đây là trận đấu đầu tiên nên toàn đội cũng đã cố gắng cải thiện và giành chiến thắng. Chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa trong trận đấu tiếp theo để đi đến trận cuối cùng, Minh Quang đã chia sẻ. Trong khi AFF đã trao cho cầu thủ hay nhất trận cho tiền đạo Nguyễn Minh Quang thì vị huấn luyện viên trưởng của Lào lại cho rằng cầu thủ U23 Việt Nam mà ông ấn tượng là số 9 Đinh Xuân Tiến. Sự đánh giá không giống nhau đó, nó cũng là chuyện bình thường trong tương quan bóng đá. Vì ở mỗi góc nhìn thì nó cũng sẽ có những kết quả khác nhau. Cụ thể, tiền đạo Minh Quang đã có mặt ở trên sân đủ 90 phút trong một trận đấu và có phần kịch tính cho đến khi tỷ số trận đấu được nâng lên là 2-1. Việt Nam và cùng với người phá vỡ thế trận trước đó là Minh Quang với một pha khống chế gọn ghẽ tăng tốc ở bên cánh phải và sút căng ghi bàn. Chưa kể trước đó, chính tiền đạo này đã hỏng ăn ở một số tình huống tương tự. Kể từ đó, U23 Việt Nam đã khởi sắc toàn diện khi mà ghi thêm 2 bàn nữa. Chìa khóa cho chiến thắng này đó chính là tình huống lập công xuất sắc của Minh Quang. Và việc cầu thủ này được tôn vinh là đúng. Theo ý nghĩa đó mà giới chuyên môn cũng đã theo dõi tổng hợp số liệu và ra quyết định. Nhưng tại sao huấn luyện viên Lào lại khen Đinh Xuân Tiến? Người vào sân từ đầu hiệp 2 thay thế cho ứng cử viên sáng xá Văn Trường hầu như là đã chứng trạc trong các pha xử lý bóng một cách tinh tế hơn, hoàn hảo hơn. Xuân Tiến đã bật cao đánh đầu để Minh Quang tăng tốc, nhận bóng đẳng cấp và ghi bàn phút 72, rồi chính Xuân Tiến đã phá bẫy Việt Vị từ đường truyền của Phi Hoàng, xử lý bóng một cách tinh tế, nâng tỷ số 3-1 và cũng chỉ cầu thủ này kiến tạo cho Vĩ Hào đóng đinh tỷ số 4-1. Để thấy không phải ngẫu nhiên mà không có căn cứ khi mà ông thầy người Lào đã ấn tượng về Xuân Tiến.
Nhưng nói cho cùng, chiến thắng của U23 Việt Nam trong trận giao quân là điều quan trọng trong quá trình thi đấu tại giải này. Rõ ràng U23 Việt Nam đã gặp khó khăn sau khi mà bị Lào gỡ hòa 1-1 ở đầu hiệp 2, nhưng sự thiếu tập trung nôn nóng của Lào, tài năng của Minh Quang, Xuân Tiến và đồng đội cũng đã giúp chúng ta lấy lại thế trận. U23 Việt Nam có niềm tin với những nhân tố mới và có những băn khoăn về hàng thủ vì chúng ta đã có những sai sót. Rõ ràng nếu Văn Chuẩn ra vào không hợp lý, xử lý bóng bổng không dứt khoát trong các tình huống phạt góc và sau đó ghi thành bàn của U23 Lào thì ông thầy tất nhiên cũng sẽ nghĩ tới việc thủ môn Văn Việt sẵn sàng thế chỗ. Nên nhớ rằng Văn Việt ở sông Lam Nghệ An đã thể hiện rất tốt trong thời gian vừa qua. Tất nhiên, lỗi bàn thua thuộc về hàng thủ. Rất đáng nói là trong trận đấu trên, Nguyễn Hoàng vốn là tuyển thủ U23 Việt Nam được bố trí chơi ưu trung vệ. Cầu thủ này đã chơi không hề tệ, thậm chí là sáng nước khi dám cầm bóng tấn công và đọc tình huống rất tốt. Trong khi đó, cả Duy Cường lẫn Mạnh Hưng đều đã vi phạm những sai lầm. Trên hàng tiền vệ, rõ ràng khi mà đối thủ dâng cao với ráp quyết liệt, những Văn Trường, Minh Khoa đã rất khó khăn để có thể cầm giữ bóng, chờ bày. Phải đến khi bà Xuân Tiến vào sân, Đức Việt sau đó là Nam Hải xung trận thì mọi thứ mới mạch lạc hơn. Khi và chỉ khi đó, Minh Quang mới được đặt vào bệ phóng và phát huy tài năng của mình. Cũng nhờ ông Tuấn đã áp dụng bài của sông Lam Nghệ An, nhất là vào sân từ hiệp 2 chơi đúng vị trí sở trường, Xuân Tiến mới có thể phá được bẫy và có vùng vẫy thỏa sức thể hiện tài năng vốn có của mình. Tất nhiên là U23 Lào không phải là một đối thủ quá khó đối với Việt Nam, vì vậy mà ông Tuấn cùng các học trò đã chuẩn bị cho những cuộc đọ sức cam go ở phía trước bằng những việc là tiếp tục phát huy những gì đã đạt được, không chỉ ở Minh Quang hay Xuân Tiến mà còn với những tài năng tiềm ẩn khác như là Văn Khang, Văn Trường. Chuyện AFF bầu chọn ai xuất sắc nhất cũng là một niềm vui và cho các tuyển thủ Việt Nam thêm động lực, bởi chắc chắn các tuyển thủ này sẽ lấy mục tiêu chiến thắng cho toàn đội là mục tiêu cao nhất, hãnh diện nhất trong bất kỳ trận đấu hay giải đấu nào.